Cùng bạn đọc sách, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết lựa chọn trong cuốn sách Sáng hơn ánh mặt trời của Nghiêm Vũ Thu Loan. Lựa chọn. Tạo hóa luôn công bằng với chúng ta về quyền lựa chọn cách sống, bất kể chúng ta sang hèn, tốt xấu, giỏi kém ra sao. Harry Potter là bộ truyện mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi đọc đi đọc lại câu chuyện về cậu bé phù thủy mồ côi Harry ấy nhiều lần, từ năm 15 tuổi cho tới nay. Cũng như vô vàn đứa trẻ khác, tôi mê mẩn cái thế giới huyền huyễn đầy phép màu được tạo ra dưới bàn tay của một tác giả xuất chúng. Nhưng bên cạnh những màn đấu phép ngoạn mục, những câu thần chú uy lực, sự kịch tính của các cuộc hành trình giải cứu thế giới, bộ truyện còn mang đến cho tôi nhiều chiêm nghiệm sâu sắc về nhân sinh, về tình người, về cái thiện và cái ác. Ấn tượng hơn cả là những phen chọn lựa đầy khó khăn của các nhân vật khi đứng trước ranh giới của sự từ bỏ và tiếp tục, quyền lực và lương tri, tàn nhẫn và sự hy sinh, sự hủy diệt và tình yêu chân chính. Trong đó, tôi đặc biệt ghi nhớ một bài học nhỏ mà thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore đã truyền dạy cho cậu học trò Harry. Đó là bài học về sự lựa chọn được cất giấu trong câu nói: đâu chỉ năng lực của chúng ta không thôi, mà chính sự lựa chọn của chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thực sự là ai. Thật đúng vậy, cuộc đời của chúng ta kỳ thực được tạo nên bởi một chuỗi những lựa chọn kể từ khi sinh ra cho tới ngày chết đi. Ở mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, mỗi giai đoạn chúng ta đang sống, chúng ta đều không ngừng suy nghĩ, cân nhắc để đưa ra một hành động nào đó mà chúng ta cho rằng phù hợp với nhu cầu của thời điểm ấy. Và chỉ cần một hành động nào đó khác đi so với những hành động vốn đã xảy đến, thì chung kết của cuộc đời chúng ta có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi biết hai cô bạn thân học cùng lớp với nhau 4 năm ở trường cấp 2. Một cô bé rất xinh xắn, lanh lợi, khéo léo. 4 năm học ở bậc trung học cơ sở, cô bé ấy đều đạt học sinh giỏi với số điểm rất cao và luôn được lòng thầy cô giáo. Không chỉ vậy, cô bé còn hát rất hay và chơi đàn rất tuyệt. Trong khi cô bạn kia lại hoàn toàn trái ngược, cô bé không có vẻ ngoài nổi bật, học hành làng nhàng, chẳng giỏi ăn nói. Trong 4 năm, cô bé chỉ có 1 năm là học sinh giỏi và cũng không lưu lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng thầy cô. Hẳn là các bạn đang nghĩ rằng, khi lên cấp 3, cô bé có vẻ hoạt bát, thông minh, sẽ một đường hát vang, tiến mạnh trên chặng đường chinh phục tri thức và sẽ cho mọi người thấy một bản lĩnh thực sự bằng những thành tích đáng ngưỡng mộ. Còn cô bé có phần vụng về sẽ tiếp tục sống những ngày mơ hồ như trước. Nhưng không, thực tế câu chuyện lại chẳng diễn ra như chúng ta suy đoán. Khi lên cấp 3, như rất nhiều bạn bị khuyết tật, hai cô bé này cũng gặp khó khăn trong vấn đề xin học. Cô bé học tốt, quyết định sẽ thi bằng chính năng lực của mình vào một trường dân lập top đầu thành phố. Nhưng đáng tiếc là cô bé chưa có đủ may mắn để thi đỗ. Vì vậy, cô bé chọn lựa học tập tại một trường giáo dục thường xuyên, luôn sẵn sàng mở rộng cánh cổng đón chào những học sinh khiếm thị. Cô bé còn lại thì mang hồ sơ về quê nhà, xin học tại một trường học địa phương và bị thầy hiệu trưởng từ chối. Nhưng vì lý do muốn sống cùng gia đình, cô bé quyết tâm xin học bằng được tại ngôi trường ấy. Sau một vài lần tiếp xúc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cô bé thành công lấy được tờ giấy quyết định cho nhập học vào đúng ngôi trường mơ ước. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đôi bạn thân vẫn sống và hành động như trước. Không rõ là do sau một quá trình nỗ lực mà chẳng đạt được thành tựu như mơ hay vì lý do gì khác, cô bé tưởng chừng rất thông minh, bắt đầu tỏ ra không còn thông minh như cô bé vốn nên vậy nữa. Đầu tiên là kết quả học tập sụt giảm, tiếp đến là cô bé bị vướng vào vô số tệ nạn xã hội khủng khiếp như phát sinh quan hệ không trong sạch với một anh đã có gia đình, mang bầu, nạo phá thai, đánh ghen và nợ nần tiền bạc khắp nơi. Cô bé kia ngược lại, sau những trắc trở đầu đời, cô bé bắt đầu nhận ra vai trò của việc học tập tốt và quan trọng hơn, cô bé cảm thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn thầy cô vì đã đón chào cô bé với trái tim ấm áp. Nên cô bé đã cố gắng trân trọng cơ hội đã có được bằng sự nỗ lực lớn nhất có thể. Giờ đây, gần 3 năm đã trôi qua, cô bé bị tha hóa, vẫn vướng vào đủ loại rắc rối trong cuộc sống.
Còn cô bé đã lựa chọn thay đổi để sống tích cực hơn, đã được chuyển từ lớp đứng gần cuối trường lên học ở lớp chọn với những thành tích đáng nể. Tôi không biết câu chuyện của hai bạn ấy tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi biết rằng tạo hóa luôn công bằng với chúng ta về quyền lựa chọn cách sống, bất kể chúng ta sang hèn, tốt xấu, giỏi kém ra sao. Vậy thì hãy luôn có sự lựa chọn đúng đắn để có được một cuộc đời ý nghĩa nhé. Tuy nhiên, có những điều nói thì dễ dàng hơn làm rất nhiều. Cuộc sống này có biết bao biến cố, biết bao gian nan đang rình rập, trực chờ để thử thách sự khôn ngoan của chúng ta. Đứng trước những cám dỗ của danh lợi, tiền tài, làm sao để chúng ta giữ mình trong sạch, làm sao để giữ một trái tim mãi mãi thuần tịnh như thuở còn thơ bé. Có lẽ mỗi chúng ta đều sở hữu những kinh nghiệm và một bộ kỹ năng riêng để vượt qua cái quan ải muôn phần thách thức về cả mặt tâm tính lẫn mặt trí tuệ đó. Bản thân tôi cũng vậy. Trước kia, khi còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, tôi cũng đã làm ra không ít những hành vi khiến bản thân hối tiếc. Nhưng từ khi học lớp 12 và gặp được thầy Nguyễn Toàn Thắng, thầy giáo tiếng Anh cũng là một trong những người thầy tuyệt vời của tôi đã dần học cách cân nhắc sự việc và có những quyết định hợp lý hơn. Thầy tôi nói, trước khi làm bất cứ thứ gì, hãy nghĩ đến những điều sau đây. Nếu một việc tốt cho mọi người và tốt cho mình, thì khó đến mấy cũng nên làm. Nếu tốt cho mọi người nhưng không tốt cho mình, thì trong phạm vi có thể vẫn nên làm. Nếu không tốt cho mọi người, cũng không gây hại đến ai nhưng tốt cho mình, thì hãy lượng sức mà làm. Còn việc gây hại đến mọi người là việc phần lớn cũng gây hại cho mình thì tuyệt đối không được làm. Kỳ thực, trong chặng hành trình mang tên cuộc đời, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rất nhiều giao lộ và chẳng ai biết được điều gì đang đợi chờ chúng ta ở phía trước. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai thì luôn là một ẩn số. Có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể làm để đạt được một cuộc đời ý nghĩa chỉ là giữ vững bản tâm trong chính giây phút của hiện tại. Các bạn biết đó, giữa những thử thách và kết quả nhận được là lựa chọn của chính chúng ta, và những lựa chọn ấy lại là thứ quyết định chúng ta thực sự trở thành người như thế nào giữa cuộc đời này. Là ngọt ngào hay đắng cay, là quả cảm hay hèn kém, là trong sạch hay nhơ nhuốc, không ai hay điều gì có thể thay chúng ta quyết định. Mặc dù muôn phần khó khăn, nhưng sống giữa thế gian có lẽ không cầu một đời công danh, mà chỉ cầu không thẹn với lòng. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta vẫn luôn muốn được sống với một trái tim thuần thiện, chí hiếu. Vậy thì khi đứng trước những lựa chọn gian nan, hãy cân nhắc thật kỹ để có được những quyết định đúng đắn nhé. Thông điệp ghi nhớ. 1. Cuộc đời của chúng ta kỳ thực được tạo nên bởi một chuỗi những lựa chọn từ khi sinh ra cho tới ngày chết đi. 2. Tạo hóa luôn công bằng với chúng ta về quyền lựa chọn cách sống, bất kể chúng ta sang hèn, tốt xấu, giỏi kém ra sao. 3. Nếu một việc tốt cho mọi người và tốt cho mình thì khó đến mấy cũng nên làm. Nếu tốt cho mọi người nhưng không tốt cho mình thì trong phạm vi có thể vẫn nên làm. Nếu không tốt cho mọi người cũng không gây hại đến ai, nhưng tốt cho mình thì hãy lượng sức mà làm. Còn việc gây hại đến mọi người là việc phần lớn cũng gây hại cho chính mình thì tuyệt đối không được làm. Các bạn vừa nghe xong một bài viết trong cuốn sách Sáng hơn ánh mặt trời của Nghiêm Vũ Thu Loan. Để nghe phần tiếp theo, mời các bạn theo dõi trong chương trình Cùng bạn đọc sách lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!